Dương mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe và tiền được phát sóng trên các nền tảng của FPNC. Và kính thưa quý vị, mặc dù đại dịch Covid-19 đã đi qua được một thời gian khá là lâu rồi, thế nhưng mà Thùy Dương tin chắc mỗi khi mà chúng ta nhắc đến cụm từ Covid-19 thì ai trong chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc khó tả. Nhưng mà cũng nhờ thời kỳ này mà có rất là nhiều người đã có sự thay đổi vô cùng lớn lao từ trong thân và tâm. Và ngày hôm nay thì chương trình Sức khỏe và tiền cũng rất vinh dự được mời đến trường quay Dr. Sâm Nguyễn. Chị là một nữ CEO tài ba, một nhà chiến lược và cũng là một bác sĩ y học tự nhiên. Bên cạnh đó, chị cũng đã từng được vinh dự được hai đời Tổng thống Mỹ là ông Barack Obama và ông Joe Biden trao tặng giải thưởng Lifetime President Award. Đây là hai giải thưởng vinh dự trọn đời. Xin được gửi lời chào đến chị Sâm Nguyễn ạ. Xin chào MC Thùy Dương và Hồng Sâm cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài FBNC qua chương trình Sức khỏe và tiền. Và như hồi nãy em đã chia sẻ ngay từ lúc đầu thì qua cái thời kỳ đại dịch Covid-19 là có rất là nhiều người thay đổi từ trong thân và tâm. Thì em không biết là chị nghĩ sao về vấn đề này ạ? Đối với Hồng Sâm thì là qua cái đại dịch Covid-19 thì có rất là nhiều cái biến đổi. Một trong những cái biến đổi là không ai muốn hết, đó là những cái căn bệnh xảy ra. Nhưng mà tuy nhiên qua những cái biến đổi đó, mình tìm hiểu được trong cái hại nó có những cái lợi. Thì mình tìm hiểu được là con người chính mình là ai. Không những mình không, mà mình còn hiểu được là cái người kế bên mình, những người mà ngày xưa giờ mình kế bên cạnh, con mình, chồng mình, tất cả những người xung quanh, mình hiểu được họ là ai và họ có những cái gì từ trong người của họ mà mình không biết đến. Nói chung là trong con người mình, trong cái tiềm thức ai cũng có một cái căn bệnh gì đó nho nhỏ về trầm cảm. Thì mình là người có cái cảm giác, mình là người có cái feeling, cái emotional. Mỗi lần mà trong cuộc đời mình sinh ra ai cũng có cái đó hết. Tuy nhiên nó chìm lắng lại trong con người mình. Mình không bao giờ bộc lộ ra. Chẳng hạn như có những con người lúc nào cũng bôn ba để kiếm sống mỗi ngày để mà bươn chải với cuộc đời. Thì không bao giờ thổ lộ ra được cái vấn đề mà emotional của mình ở trong. Nhưng mà qua cái đại dịch này thì là khi mà mình ở trong một bốn cái bức tường, khi mà mình không còn vùng vẫy được ở ngoài kia, mình ở nhà mình và lắng đọng một chỗ, thì tự nhiên những cái căn bệnh mental illness, những người mà bị cái tâm thần của mình hay cái depression nó bắt đầu bộc phát ra. Thì qua cái dịch này thì rất là nhiều người có tự nhiên có cái bệnh trầm cảm, tự nhiên họ cảm thấy họ lost, họ không có muốn làm những cái việc họ muốn làm nữa. Nhưng mà tuy nhiên qua những cái đại dịch này thì có rất là nhiều người trở thành một con người trầm lắng hơn, nhìn lại bản thân mình, nhìn lại từ cái trong tâm hồn của mình và nhìn lại bản thân mình để mình biết là mình muốn gì trên cuộc đời này. Bởi vì vậy sau cái Covid-19 này, quý vị có thấy là rất là nhiều người tự nhiên họ cảm thấy họ không cần đua đòi nữa, họ không muốn xa xưa nữa, họ muốn đi làm từ thiện hoặc là họ muốn cho đi những cái gì đó ý nghĩa hơn. Cho nên đối với Hồng Sâm thì là qua cái đại dịch này thì dĩ nhiên không ai muốn có, không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó để lại cho mình một cái bài học là mình phải nhìn lại mình là ai, mình nhận thức được mình là ai và mình nhận thức để mình hiểu được là con mình cần gì. Hồi trước thì mình không có thời gian để mình thấy những cái điều đó và bây giờ mình thấy là con mình cần gì hoặc là chồng mình cần gì, vợ mình cần gì để mình chia sẻ, để mình có thể nâng cấp cái cuộc sống của mình lên hàng ngày. Để mà qua cái chuyện đó mình hiểu được là mình nên làm gì để nuôi dưỡng tâm hồn mình và mình nên làm gì để nuôi dưỡng cái thân của mình nữa, cái thể xác của mình. Nên đó là cái cảm nghĩ của chị. Dạ, và theo những cái chia sẻ vừa rồi thì em được hiểu là không phải là đợi đến khi chúng ta có bệnh rồi mới tìm cách chữa bệnh, hoặc là mình sẽ bỏ bê cái sức khỏe tinh thần của mình mà mình không chăm sóc. Vậy thì bây giờ qua đây thì em cũng nhờ chị Sâm chia sẻ gắn thêm một cái hành trình mình có thể chăm sóc sức khỏe và tinh thần bằng y học tự nhiên ạ. Cảm ơn em. Như quý vị biết là cái Covid nó không có chừa ai hết, ai cũng có thể bị lây lan, bị bệnh hết. Thì Hồng Sâm là một trong những người đầu tiên bị Covid khi mà Covid nó tới. Cho nên vì vậy là mình lúc đó thì rất là sợ hãi, là tại vì chưa có vaccine, chưa có chích thuốc gì hết, chẳng ai biết là có cái gì để chữa. Thì nói chung đến giờ Covid mà nó để có thuốc chữa lành liền thì cũng chưa có ai chứng minh là làm được. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian nó rất là khủng hoảng ở bên Mỹ, quý vị thấy rằng là cứ vô đút ống thở là đi. Cho nên đó, lúc đó Hồng Sâm quyết tâm là mình làm sao để mình có thể tự cứu mình không muốn đi vô để bỏ ống thở, mà rất là nặng vô cùng. Có nghĩa là Hồng Sâm là người bị Covid mà 8 tuần mới bước xuống cái giường được, có nghĩa là đi chỉ có lết thôi chứ không có thở, ngầm xuống là thở không được. Mình phải tự tìm cách cho mình lấy cái gối nhấc lên chút chưa được, nhấc lên nữa chưa được, rồi nghiêng qua chưa được, nghiêng lại chưa được. Mình phải tìm đủ thứ cách, tại vì Hồng Sâm là cái người là
là mình muốn cái gì cũng về về thuốc tự nhiên, thiên nhiên, thảo dược hết, cho nên không có muốn là phải đi uống một cái thứ gì khác ngoài kia, hay là đi ra ngoài ngoài nhà thương để sợ việc. Thì lúc đó thì ông Sâm mới mua có một con gái Hồng Sâm thì học y tá, nó đem cái máy về để đo oxy ở nhà. Và chỉ cái phương pháp mà Hồng Sâm tự chữa cho mình, có nghĩa cái này không phải là cái mà nó có thể là chữa lành mọi người hết hay là điều trị mọi người, nhưng mà đây là cái Hồng Sâm chia sẻ cái kinh nghiệm của Hồng Sâm thôi. Là nói chung là tự vì mình Hồng Sâm sinh ra và lớn lên trong 13 đời gia truyền về 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 Đông y rồi, cho nên mình cũng có những cái kinh nghiệm đâu đó, và cộng thêm mình học ra trường ở Mỹ thì mình biết rằng là cái gì nó có thể giúp cho cơ thể mình. Thì thế là cái cuối cùng là cái sông là cái mà mình là có thể giúp cho mình qua được cái lúc đó. Có nghĩa là nhiều lúc mà 10 phút nhảy vô sông rồi đi ra, 10 phút sau nhảy vô sông cứ thở không được là đi vô sông. Thì lúc mà Hồng Sâm làm như vậy thì cảm thấy nó đỡ hơn. Và cái nhưng mà sông thì nó có sông cái gì, chứ không phải là cái gì cũng bỏ vô sông. Có nhiều khi mình đổ nhiều dầu xanh chứ mình vô sông cũng chưa chắc là quất. Cho nên Hồng Sâm có một cái công thức, mà cái công thức đến ngày hôm nay rằng là không cần phải Covid mà cảm cúm nặng thì Hồng Sâm cho mọi người cái công thức đó, xong xong là sẽ khỏe liền. Thay vì mình đi mua thuốc xong thì chỉ có 5 7 vị, còn cái thuốc xong này nó quá trời vị, nhiều vị luôn. Bởi vì mỗi lần Hồng Sâm cho mọi người mà cái toa này hoặc là cái công thức này đi thì cái người mà bốc thuốc luôn hỏi rằng là ủa cái này xong cái gì mà nó nhiều dữ vậy. Nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm mà nó giúp được cho Hồng Sâm trải qua cái lúc đó. Thì tuy nhiên những cái lúc làm như vậy cộng thêm mình uống hỗ trợ và những cái thức uống khác nữa, chẳng hạn như Hồng Sâm uống cao hắc sâm, thì thật sự mà nói là cái lúc đó, cái lúc mà cái cao hắc sâm nó được những trường đại học ở Hàn Quốc họ nghiên cứu cho thấy rằng là cái cao hắc sâm này nó giúp cho cái phổi của mình nó diệt những cái vi khuẩn khi mà nó vào phổi. Thì Hồng Sâm nghe nói vậy là lúc đó là lấy ra uống liền, vừa uống xong vừa xông người. Thì trong vòng cỡ 2 tuần lễ là cái người nó không cần ho, không bị ho, không bị ghê hồn như lúc đầu nữa. Tuy nhiên vẫn còn rất là yếu, thì từ đó mình bồi dưỡng cơ thể để mình có thể trở lại bình thường được. Cho nên qua những cái kinh nghiệm đó thì ông Sâm thấy rằng là mình dĩ nhiên mình lúc nào cũng có thể bệnh, lúc cái lúc nào thì mình nên làm sao để mình giữ cho cái cơ thể của mình an toàn hơn, bằng cách rằng là những chất dinh dưỡng vào người mình. Người Hồng Sâm hay nói rằng là trust in, trust out, mình ăn vào cái gì thì mình ra cái đó. Cho nên mình tuy nhiên những người mà có điều kiện thì mình mới nói vậy được, đúng không? Còn bây giờ không có điều kiện thì bây giờ có muốn chọn lựa cái tốt hơn thì cũng có điều kiện thì làm sao mà làm. Cho nên Hồng Sâm nghĩ là những người nào mà có điều kiện được, hoặc là mình bây giờ không có điều kiện đi nữa, mình cũng thể ăn rau được, rau đồ rất là tốt, Việt Nam mình nó không có mắc, thì mình phải chọn lựa những cái gì mình ăn để mình có một cái sức khỏe tốt. Thì từ cái sức khỏe đó tốt rồi thì nó liên quan hết tất cả, nó hormone mình balance, mình giúp được cơ thể con người mình, thì từ đó trong người mình nó khỏe mạnh thì mình mới sống được hạnh phúc hơn. Cho nên vì vậy là khi mình không nên là ỷ y, mình nên lúc nào cũng bồi dưỡng cơ thể mình và bồi dưỡng cái tâm linh của mình, cái tâm hồn của mình bằng cách là mình cũng phải ví dụ như là meditate mỗi ngày. Thì cái ai cũng nói là tôi bận lắm, tôi không có thời gian để mà làm cho cơ thể con người của tôi, hoặc là ngồi để mà release cái stress. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều phải đi ngủ, cho nên trước khi cái lúc mà mình đi ngủ là mình có thể ngồi để tĩnh tâm một chút, mình review lại coi thử là cuộc đời hôm nay mình làm cái gì sai, mình làm cái gì tốt, mình đối xử với gia đình mình như thế nào, những người xung quanh như thế nào. Thì qua những cái đó để mình có thể là học hỏi được từ bản thân mình. Và khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ nhớ là hồi sáng này ai chọc mình giận nè, hay mình đang căm thù ghét ai nè, thì mình sẽ review nó lại, thì mình biết rằng là à cái đó có nên giận hay không, hay là như thế nào đó, thì mình để mình có thể giải quyết được cái vấn đề rằng là mình bộc lộ được từ chính trong bản thân mình, inside self relief, chứ không cần là phải tôi phải đi nói với người đó thì tôi mới relief được. Cái đó là một cách, nhưng mà cái cách thứ cách hàng ngày mình làm có những chuyện nhỏ nhỏ thì mình tự động mình suy nghĩ xong mình nói là cái đó có đáng không, thôi bỏ qua một bên, thì mình chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn nhẹ nhàng trước khi mình đi ngủ. Thì đó là một trong những cách để tự chữa bệnh cho mình ở trong người mình, để mình đừng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình lâu dài. Và như chị đã chia sẻ thì muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải có một cái cơ thể khỏe mạnh trước. Như vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào chủ đề của chính trong ngày hôm nay, đó là đâu là bản thể của hạnh phúc chị nha. Và như vậy thì nếu như mà nói một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều giá trị. Vậy thì nhìn theo hướng ngược lại thì theo chị là một cơ thể hạnh phúc sẽ giúp ích được gì cho cơ thể con người chúng ta, và đặc biệt là những người mẫn cảm như là những người phụ nữ sau sinh hoặc là những người phụ nữ tiền mãn kinh? Nếu mà nói là một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ đem cho chúng ta một những cái cuộc sống hạnh phúc, cái đó hoàn toàn đúng. Là từ vì sao, khi mà mình mạnh khỏe thì hormone mình nó cân bằng, thì khi mình cân bằng, hormone cân bằng thì mình không có giận dữ, mình không khó chịu, mình không có kiểu như đụng cái gì giận cái đó, hay là mình quên trước quên sau.
Cho nên dĩ nhiên cơ thể con người mình khỏe mạnh được thì mình trước tiên là mình hạnh phúc, là tại vì chính bản thân mình cảm thấy nó thoải mái hơn, mình có một giấc ngủ sâu hơn, mình cảm thấy rất là yêu đời. Thí dụ như tự nhiên anh chồng mình nói cái gì mình cũng thấy hạnh phúc hết, là tự mình rất là vui, mình người mình nó thật cân bằng hết. Cho nên đó là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thí dụ mình nói về là hạnh phúc cho những người nó có ảnh hưởng đến những người mà tiền mãn kinh hoặc là những phụ nữ sau khi sinh, thì thật sự mà nói là hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mà nói là stress của những người sau khi sinh với những người tiền mãn kinh thì gom lại một là hoàn toàn không có đúng. Là vì vậy, khi phụ nữ sau khi sanh có nhiều người bị trầm cảm, nhiều người không bị trầm cảm, chứ không phải ai cũng bị trầm cảm cả. Và cái vấn đề stress của những người sau khi sinh đó, nó rất là nhiều khía cạnh. Tự vì họ stress là tự vì họ bị cái cơ thể họ không có được đẹp nữa, họ đau quá, họ chưa bao giờ bị đau rồi, hoặc là họ bị stress tại vì không ai quan tâm họ nữa rồi, hoặc là họ bị stress là tự vì tự nhiên họ bị trầm cảm, tại vì họ thiếu rất là nhiều potassium, có nhiều thứ chất dinh dưỡng, mao vitamin nó bị thiếu rất là nhiều, thì hormone nó bị thay đổi. Thì khi nó thay đổi như vậy là tự nhiên người ta có bị moody, người ta cảm thấy rất là bực mình, người ta cảm thấy rằng là bị bỏ rơi. Và cái cảm giác bị bỏ rơi rất nhiều cho những phụ nữ sau khi sanh, thì đó là phụ nữ sau khi sanh. Còn cái phụ nữ mà tiền mãn kinh là lại khác, đó là cái natural sinh học tự nhiên của con người. Có nghĩa chị tới tuổi 45, 50 là chị phải mãn kinh, chị không còn phải không có kinh nữa, là mình cái sinh dục của mình nó giảm đi. Thì cái đó là ai cũng, phụ nữ nào cũng phải đi qua hết. Cho nên hai cái stress nó rất là khác biệt nhau. Và tuy nhiên mình còn nói là hai cái đều thay đổi hormone. Nhưng cái hormone của cái người phụ nữ mà tiền mãn kinh nó khác với cái hormone của cái người phụ nữ mà sau khi sanh. Cho nên vì vậy là phụ nữ sau khi sanh có thể có nhiều thứ để có thể làm cho họ hạnh phúc được. Ví dụ như ông chồng quan tâm hơn một tí, bố mẹ mình ở nhà mình để ý hơn một tí, là từ vì cái người phụ nữ ngày trước giờ chồng đi đâu mình đi theo. Cái tự nhiên cái mình sanh cái mình nằm ở nhà con mình, rồi tự nhiên mình suy nghĩ đủ thứ hết. Từ sau bây giờ tại mình rảnh mà, lúc đó mình có thời gian để mình suy nghĩ nhiều hơn. Hoặc là hồi trước giờ mình bận rộn, bố mẹ mình nói cái gì đó thì mình bình thường. Nhưng bây giờ mình sanh mình nằm một chỗ, có tự nhiên nghe ông bà nói cái câu gì, cái tự ái, ở mình là vô dụng, thế này thế kia. Thì đó là tại vì hormone của người phụ nữ đang thay đổi. Cho nên những cái bậc mà cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc là ông chồng của mình, thì lúc đó mình nên quan tâm cái người vợ hơn một tí, mình được chăm sóc hơn một tí. Giống như bên Mỹ là vợ sanh thì chồng có thể được, tùy công ty, có thể được 1 tháng tới 3 tháng ở nhà với vợ. Thì tại vì người ta coi cái chuyện đó rất là quan trọng. Bởi vì bên Mỹ là 15-20% phụ nữ sau khi sanh là vướng vào cái bệnh trầm cảm. Và đang nói là trầm cảm thôi chứ không phải là stress tự vì cái cơ thể họ này cái kia, cái này là feeling thôi nha. Thì là 15-20% đã dính vào cái việc đó. Cho nên khi mà sau khi sanh thì mình nên được chăm sóc nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mà chăm sóc mà vẫn thấy có những cái signal và cái người phụ nữ đó vẫn có cái trầm cảm nặng hơn thì mình nên đưa đi bác sĩ coi. Còn nếu mà nói đó là những người có gia đình, có bố mẹ, có chồng chăm thì như vậy. Vậy thì những người mà người mẹ đơn thân thì sao? Thì Hồng Sâm, cái này là Hồng Sâm cái suy nghĩ của mình thôi, là nếu mà những bạn nào mà là mẹ đơn thân thì mình nên chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng, một cái tinh thần rất là mạnh trước khi mình có con. Và nếu mà mình phải sanh con vì một cái gì đó thì mình phải chuẩn bị cho mình một tinh thần lại vững mạnh hơn, là tôi sanh tôi sẽ tự lập, tôi như thế nào đó thì mình qua khỏi những cái lúc đó. Nhưng mà hầu như là những người mà đơn thân mà sanh con thì ít khi bị trầm cảm hơn là những người có chồng, có người bên cạnh sanh con. Lý do là họ đã chuẩn bị tư tưởng của họ chiến đấu một mình rồi, họ tranh đấu một mình để có được cái đứa con đó, thì họ sẽ làm bằng mọi cách để có thể vượt qua. Cho nên đó là cái việc mà cho những người sau khi sanh hormone thay đổi như thế. Còn cái người mà tiền mãn kinh thì là hầu như luôn là không có ai xung quanh có thể làm cho mình hạnh phúc được, là từ vì cái đó là cái cơ thể con người mình đã thay đổi và nó là một cái vĩnh viễn chứ nó không phải là tạm thời như là sau khi sanh. Vì thế là khi mà mình bị tiền mãn kinh thì mình nên uống thuốc, bác sĩ cho mình thuốc để mình có thể balance cái hormone của mình để mình cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Còn nếu mà không uống gì hết mà ngồi đó cứ nói thằng chồng tôi không hiểu gì hết, con tôi nó không có thương, nó cũng chẳng hiểu gì tôi hết, nó suốt ngày nó cái gì thế kia, thì cái đó là rất là khó để mà mọi người xung quanh hòa nhập với mình để làm cho mình hạnh phúc hơn. Cho nên khi mà mình vô tiền mãn kinh thì mình phải tự làm cho mình hạnh phúc bằng cách là tìm những cái thuốc để uống vào để cho mình cân bằng các hormone của mình. Dạ. Và đó là nói về cái mặt những người phụ nữ nhạy cảm như là phụ nữ sau sinh hoặc là phụ nữ tiền mãn kinh và cả mẹ đơn thân nữa. Nhưng mà với một cái con người bình thường như là họ bị stress thì theo chị là stress sẽ làm tàn phá cái tinh thần của một con người ra sao? Và đặc biệt là như chị đã có một cái cuộc sống ở Mỹ thì không biết là cái stress nó ảnh hưởng gì với cái cuộc sống tinh thần của con người, đặc biệt ở Mỹ à?
cái stress mà nếu mà nói để tàn phá cơ thể con người mình nó rất là nguy hiểm quý vị. Chẳng tại vì cái stress có hai cái loại người mà để handle stress, thì một là nó kêu là fight or fly, có nghĩa là một người sẽ hùng hồn lên, phải chiến đấu lại, là tôi là proof là mình stress mình không bị gì hết, không sao đâu, tôi làm được hết mọi thứ. Cái người đó lúc nào cũng là hăng say để mà làm việc, là họ rất là stress nhưng mà họ che giấu, họ tiếp tục họ làm việc để mà họ chứng minh là họ làm được rồi. Đó cũng là một cái dạng stress, nhưng mà stress in the fighting, giống như là chiến đấu lại. Còn cái dạng thứ hai là stress in the flying mode, có nghĩa là đi giấu đi, trốn đi, withdraw from the society, có nghĩa là mình bị như vậy là mình trốn hết, mình không muốn gặp ai hết, mình không muốn làm một cái gì hết, để mà mình tự cho mình vào một cái góc thôi. Thì cái người mà trong cái mode mà chiến đấu fighting á, thì cái người đó thông thường họ được cái cơ hội là họ sẽ thành công hơn, tại vì họ muốn làm được là họ sẽ làm được. Tuy nhiên nó rất là hại, là tại vì lâu ngày quá cái stress đó nó cứ dồn trong con người mình, nó cứ dồn tiếp thì sinh ra rất là nhiều căn bệnh, ví dụ như cao huyết áp, rồi bị loét bao tử, ngủ không được, thành bị cái insomnia, rồi bị dồn máu cơ tim, rất là nhiều cái bệnh xảy ra. Cho nên bây giờ mình thấy là rất nhiều người bạn trẻ rất là thành công và tự nhiên cái lăn đùng ra là tự vì họ handle, họ giấu những cái stress trong người rất là nhiều mà không ai hiểu, không ai biết, và họ chính bản thân họ cũng không muốn biết. Họ nghĩ là ôi chuyện nhỏ tôi giải quyết được rồi, qua cái thứ hai tôi cũng giải quyết được. Thì cho nên nó rất là hại, đó là hại cho cái physically, là những cái cơ thể con người mình bị đủ thứ bệnh. Còn cái thứ hai nữa mà nếu mà mình giấu cái, ví dụ cái con người mà fly mode đó, những con người mà giấu hết, không nói gì, không ra chiến tranh với ai, chiến đấu với ai, không cần phải chứng tỏ gì với ai, thì cái người này họ giữ hết trong người họ, thì cái trầm cảm đó trở thành những cái căn bệnh rất là mental illness, nó rất là nguy hiểm cho cơ thể con người. Thì còn một con người kia thì là chiến đấu với tư tưởng, mình không có sợ, là người ta phải tự tử, người ta không muốn làm gì. Nhưng cái con người mà tự nhiên bỏ cuộc, bị stress quá, đi trốn luôn, không muốn gặp ai mọi kia, thì cái đó là rất là nguy hiểm. Thì cái tình trạng mà mental illness đó, bệnh tâm thần đó rất là nhiều, và hiện nay ở Mỹ rất là nhiều, có nghĩa là người ta phải đem ra thành một cái campaign để người ta nói về cái vấn đề đó, kêu gọi mọi người phải đứng lên và đừng có ngại là mình bị như vậy, mình đi ra mình chia sẻ để cho có người giúp mình. Thì những cái căn bệnh đó ở Mỹ nó nhiều hơn là ở Việt Nam, là tự vì ở Việt Nam mình đi ra cái mình gặp bạn, mình đi đâu mình cũng gặp người hết, mình có thể đi gặp hàng xóm, mình có thể đi chợ xách giỏ ra là mình cũng đã nói chuyện với cái cô bán cá bán thịt thôi, cũng là de-stress rồi, hết stress rồi. Còn ví dụ như mình bực quá mình đi ra chợ cũng xách cái giỏ, tự nhiên kiếm chuyện người ta gây, mình cũng gây được là mình cũng xả cái stress rồi. Còn ở bên Mỹ nó không có cái vụ đó. Nhiều lúc đồ bây giờ những người bị trầm cảm như vậy, họ không bước đi chợ luôn, họ ở nhà họ bấm trên online order đem tới cửa thôi. Mở cửa ra không muốn gặp cái người đưa nữa, chỉ mở lấy đi vô rồi ngồi thôi. Cho nên là nó rất là trầm trọng ở Mỹ. Và bây giờ hiện giờ có rất nhiều cái câu lạc bộ họ làm, họ đứng ra họ làm để họ tiếp tục giúp cho những người bị bệnh trầm cảm. Tại vì Hồng Sâm cũng có cơ hội làm live coaching cho rất là nhiều trẻ em cỡ 21, 22, 19 tuổi. Rất nhiều người Hồng Sâm thường xuyên là hỗ trợ để mentor cho họ, để make sure là họ không muốn sống nữa. Những người này là những người flat out gọi điện thoại nói chị ơi em không muốn sống nữa. Thì mình phải là mình cũng hỗ trợ để mình giúp cho họ qua những cái vấn đề trầm trọng đó. Cho nên là ở bên Mỹ thì cái mental illness bây giờ hiện giờ đang là alarming, đang rất là nhiều người phải để ý tới. Cho nên stress, tóm lại là stress rất là nguy hiểm cho cơ thể con người mình. Nó là một gọi là con cọp ngủ quên, có nghĩa là mình không để ý tới nó. Nó từ từ nó giết cơ thể mình mà mình không hề biết. Thì từ một cái này nó sanh ra cái kia, sanh ra một cái nọ đầy trong con người mình. Cho nên những anh CEO, những chị CEO ngoài kia đang thành công, đang rực rỡ như thế, không có nghĩa là mình không có stress đâu. Đôi khi mình có hết nhiều tiền, mình làm được hết, mình chinh phục được hết, mình quên đi những cái stress mà mình đang có, tại vì mình làm được. Cho nên đôi khi mình cũng phải lắng đọng một tí xíu và mình kiểm tra lại là hôm nay mình làm được hết những việc đó, nhưng mà cái người mình nó có relax không? Mình có yêu đời không? Hay là mình chỉ có tiếp tục, mình chỉ làm để kiếm tiền đó thôi? Cho nên mình nên cân bằng một tí xíu, cho mình một chút thời gian trước khi đi ngủ, để mình chỉ cần nhìn lại mình một tí xíu, mình review lại cái ngày của mình, và nhớ rằng là lúc nào cũng nhớ là mình đang cho mình rồi, còn người bên cạnh là ai. Cho nên đừng có vì mà cuối cùng rồi cũng cái người cánh tay bên trái bên phải của mình là cái người cuối đời với mình. Cho nên là Hồng Sâm nghĩ rằng là đây là những cái kinh nghiệm đời hết, kinh nghiệm sống hết, chứ không phải tự nhiên mình biết. Mình cũng trải qua nhiều thứ, mình cũng học hỏi nhiều thứ, thì mình thấy rằng là cuối cùng rồi cái người bạn đời kế bên mình vẫn là cái người mà hỗ trợ mình tốt nhất.
Cho nên mình suy nghĩ, mình chiến đấu mà kia kiếm được 5, 7 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó. Nhưng mà về tới nhà những cái người bên cạnh mình âm thầm, đau khổ, bị stress mà mình không biết, là một ngày nào đó từ những cái người này người ta không muốn sống nữa, thì mình không có một cái giá nào để có thể trả được. Câu hỏi của Thùy Dương rất là hay, là từ vì nếu mình có một cái cơ thể sức khỏe dồi dào rồi, ngon lành rồi, chưa chắc mình đã hạnh phúc hết. Từ vì lý do khi mình nói chung là cái cơ thể mình có sức khỏe tốt rồi thì mình có thể nói chung chung là cái gì cũng ổn. Nhưng mà tuy nhiên á, là Hồng Sâm muốn nhấn mạnh là nếu mình có một cái cơ thể tốt rồi, cường tráng rồi, mình cũng phải có một cái trí óc, cái tinh thần, tâm linh của mình phải vững mạnh nữa. Cho nên hai cái đó phải đi song song. Từ vì đôi khi cơ thể mình không bị bệnh hoạn gì hết, mình rất là khỏe mạnh, nhưng mà cái tinh thần của mình không được tập trung, mình không được ổn, mình cảm thấy mình bị stress, mình đủ thứ cái khác, thì mình vẫn phải làm sao để tìm những người hỗ trợ cho mình. Nếu mình không làm gì được cho mình thì mình cần tìm những người hỗ trợ để cái đó nó phải cân bằng. Cho nên nếu mình nói về một cơ thể khỏe mạnh để có một cuộc sống hạnh phúc thì mình phải có cả tâm và thân, tất cả những phải hoàn toàn cân bằng hết để mình có một cuộc sống khỏe mạnh hoàn toàn, để mình đem cho mình một cái hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà như vậy thì cái hạnh phúc là một điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có được, nhưng mà không phải là cái điều dễ dàng mà chúng ta có được, đúng không chị? Và sự bình an trong tâm hồn nè, sự khỏe mạnh về mặt thể chất cũng chưa chắc gì đem đến cho chúng ta cái sự hạnh phúc, nếu như mà cái thước đo cái hạnh phúc đó được đo bằng là tiền bạc, vật chất hoặc là những điều kiện thuận lợi nào đó khác chẳng hạn. Và ông bà ta có một cái câu rất là hay chị Sâm, là nhìn mặt mà bắt hình dung. Có nghĩa có thể hiểu nôm na đó là một người có hạnh phúc hay không thì chúng ta có thể nhìn vào cái thần sắc hoặc là cái gương mặt, những cái biểu hiện toát ra bên ngoài. Và giới trẻ thì cũng thường hay nói là hạnh phúc ra mặt, thì theo chị điều này có đúng hay không ạ? Đối với Hồng Sâm thôi thì Hồng Sâm thấy là nó chưa chắc chính xác đâu. Là từ vì sao có nhiều người người ta bề ngoài rất là giàu có, rất là vui vẻ, đi đâu cũng xa hoa, chỗ gặp là vui, gặp ai cũng cũng vô vô rồi đủ thứ. Nhưng mà thật sự họ có một cái bệnh depression ở trong rất là sâu mà không ai biết được. Và thông thường theo như là study người ta show đó, là những người mà càng bị trầm cảm nhiều lại càng giấu rất là hay. Theo như Hồng Sâm thấy thì là cái câu nói đó nó không hoàn toàn đúng. Là từ vì sao? Từ vì có nhiều người người ta rất là giàu có, người ta rất là phóng thoáng, người ta đi chơi khắp nơi, người ta có private jet, có đủ thứ xe, nhà cao cửa rộng, lúc nào cũng tiệc tùng rất là vui vẻ, nhìn mặt họ là thấy rất có như cuộc đời của này không còn gì để mặt mũi hết, không cần gì phải đòi hỏi nữa hết. Nhưng mà tuy nhiên họ có một cái căn bệnh depression rất là sâu trong người họ. Là từ vì có rất là nhiều người nổi tiếng, giàu có đủ thứ, nhìn họ rất là xa hoa, nhưng mà tự nhiên cái không còn nữa, tự nhiên cái họ không còn muốn sống nữa. Thì cái đó là những cái mà mình không thể nào đo lường được bằng tiền bạc, bằng cái cách nhìn bên ngoài. Cho nên nó là giống như là có những người khách hàng của chị, bệnh nhân của chị, là họ mình không hề biết được cho tới khi họ tới nói với mình. Thì mình mới cảm giật mình là tại con người này tại sao họ có đủ thứ hết, tại sao họ không, họ cảm thấy họ chán đời quá, họ cảm thấy là không có cái gì ý nghĩa đối với họ nữa hết. Cho nên là chưa chắc là có tiền nhiều hoặc là chạm tới một cái đỉnh tột đỉnh của vinh quang là người hạnh phúc đâu. Cái đó là chị chứng kiến, đối với chị thì cái đó là không hoàn toàn đúng. Dạ. Như vậy thì em rất là tò mò muốn hỏi chị một câu là chị Sâm có đang cảm thấy hạnh phúc hay không? Chị rất là hạnh phúc. Từ vì đối với Hồng Sâm đó quý vị, là mình không phải là mình, khi mình biết mình là ai và mình biết mình muốn gì và mình biết đủ là lúc nào mình cũng sẽ hạnh phúc. Cho nên và một điều quan trọng vô cùng nữa trong cuộc đời là mình biết cho đi bỏ qua, mình phải biết forgive, mình bỏ qua. Mình bảo forgive, bỏ qua này không phải là chỉ là tôi tha cho em đó, tôi bỏ qua cho em. Không phải, mình phải biết forgive bản thân mình. Yeah. Chính mình làm một cái lỗi gì đó thì mình phải nghiệm lại và mình nói được rồi, mình sẽ cố gắng để mình làm sao để bù đắp lại cái mình vừa lỗi. Và mình cho phép bản thân mình làm được cái lỗi đó. Không phải là dung túng bản thân mình, mà nói ôi làm tiếp đi, làm sao làm tiếp đi. Nhưng mà mình phải học từ cái đó và mình forgiving yourself. Mình phải là và tha thứ cho chính bản thân mình trước thì mình mới có thể tha thứ cho những người khác. Cho nên cái điều đó rất rất là quan trọng nữa, chứ không phải là chỉ có là hạnh phúc có tiền cái này kia là đủ rồi. Cho nên đối với Hồng Sâm thì Hồng Sâm rất là hạnh phúc, là tự vì cuộc đời mình ai cũng trải qua những cái biến cố trong cuộc đời. Tuy nhiên mình tìm được cái phao để mình bám, và khi mình biết được, mình vẽ được con đường cho mình đi, mình biết đủ và mình biết hạnh phúc là gì, và tìm được cái con đường mình đi, mình làm những gì mình muốn, thì là đó là hạnh phúc đối với Hồng Sâm. Cho nên đối với Hồng Sâm bây giờ là rất là hạnh phúc, là từ vì
Thông Sâm có thể nói rằng là cho đi rất là nhiều tình thương và nhận lại cũng rất là nhiều tình thương. Cho nên nhưng mà nếu mà nói là để mà giàu có hạnh phúc thì Hồng Sâm chưa dám nói là mình giàu có để hạnh phúc, nhưng mà những cái gì Hồng Sâm đang có ngày hôm nay thì Hồng Sâm cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là đầy đủ cho những cái gì mình đang muốn. Dạ, và nói về một cái khát vọng làm giàu thì khi mà một con người ta đã chạm đến được một cái giới hạn nào đó hoặc cái level nào đó thì cái mà người ta cần nó không phải là đơn giản là chỉ là tiền bạc vật chất nữa. Thì em không biết là chị có rơi vào cái trường hợp này hay không ạ? Kính thưa quý vị, là Hồng Sâm thấy rằng là nếu mà nói về chạm một cái đỉnh nào đó để mà tới đó rồi, rồi mình sẽ làm ABCDE, rồi mình như thế nào đó, thì đối với Hồng Sâm thì Hồng Sâm chưa dám nói là Hồng Sâm để chạm tới cái đỉnh. Và một cái điều Hồng Sâm nghiệm rằng là có nhiều người nói là cái người đó họ giàu lắm rồi, chắc là họ không cần gì nữa, họ đâu cần phải làm nữa thì họ mới đi cho, hay là họ sẽ có rất là nhiều tiền rồi thì bây giờ họ sẽ rất là hạnh phúc, họ không cần phải làm gì nữa. Nhưng mà theo đối với Hồng Sâm là nhà chiến lược làm việc với rất nhiều công ty lớn, thì Hồng Sâm thấy rằng là những nhà càng giàu họ càng làm nhiều. Những người họ giàu vô cùng, họ làm được rất là nhiều việc thì họ càng làm nhiều lên nhiều thêm, từ vì những người đó họ có một cái lý trí là họ tạo một cái giá trị trong xã hội này. Họ làm không vì họ được kiếm tiền thêm, mà họ làm vì họ tạo được những cái giá trị cho xã hội. Cho nên em ví dụ như là ông Bill Gates đi, ông làm rất là nhiều chuyện, rất là giàu, ông cho rất là nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà ông vẫn làm, và ông làm nhiều hơn nữa. Không phải ông làm để ông kiếm tiền, mà ông làm vì ông biết ông làm được, và ông biết rằng là ông không muốn phí cái tài năng của ông trên cái thế gian này, và ông làm như vậy để ông tạo những cái sự giá trị cho những người khác trên thế gian này. Cho nên đối với chị thì là nếu mà nó chạm đỉnh của cái thành công vinh quang thì chị chưa bao giờ nghĩ đến là chị đã được cái đó, cái đỉnh đó. Nhưng mà đối với ổn định, bình an được trong cơ thể, để trong lòng mình, và có thể làm những điều mình muốn, thì chị rất là tự hào là chị làm được việc đó. Dạ, và thực ra thì trước khi chị đến đây là em cũng có tìm hiểu một vài cái thông tin về chị, và em biết được là chị là một cái người không những là một doanh nhân hoặc một CEO, một nhà chiến lược không, mà chị còn lại có rất là nhiều những cái hoạt động từ thiện vô cùng lớn lao. Và thường em hay nghe câu nói này như thế này nè chị, là trước khi ông trời cho mình một cái, giao cho mình một cái nhiệm vụ nào đó to lớn thì thường sẽ cho mình rất là nhiều thử thách. Vậy thì em không có biết là chị đã từng có cơ duyên nào để cho chị quyết định là hướng đến cái cộng đồng xã hội nhiều hơn, là chị đã từng trải qua cái thử thách nào hay không và có được cái sự đồng cảm như vậy? Quý vị biết không, Hồng Sâm thì thật sự là nếu mà trải qua những cái để mà Hồng Sâm làm cho mồ côi thì chưa bao giờ trải qua những cái đó. Nhưng mà trải qua những cái để giúp cho những trẻ em mất phương hướng thì Hồng Sâm là một trong những nạn nhân đã trải qua những cái đó rồi. Thì khi mà Hồng Sâm qua Mỹ có rất là nhiều biến cố, có rất là nhiều chuyện. Nếu mà quý vị nào mà có cơ hội đọc cuốn sách của Hồng Sâm vừa cho ra đời và được thắng cái giải là The Best Selling Author, là cái người bán giải được nhiều người mua nhất ở Mỹ, thì là cái cuốn sách đó tên là Never Give Up. Thì quý vị sẽ có một cái câu chuyện về cái cuộc đời ngắn thôi của Hồng Sâm. Hồng Sâm viết chung với những người writer khác, author khác. Nhưng mà cái câu chuyện là tự vì khi mà Hồng Sâm qua tới Mỹ thì qua một cái tiểu bang nó gọi là rất là kỳ thị, thì mình cũng bị rất là vấp đủ thứ chuyện, đủ thứ cái, nhưng mà mình vẫn có ý chí, đó mới nói là ý chí nha. Mình ráng cố gắng lúc bây giờ mình phải làm sao? Một là mình bỏ cuộc hết, mình không muốn làm gì trên đời này hết. Hai là mình làm sao để chứng minh rằng là các bạn sẽ thua tôi. Thì cuối cùng là Hồng Sâm phải chọn một con đường là ok, tôi sẽ cho các bạn biết là tôi là người Á Châu, tôi là một cái con bé không giống ai hết, nhưng mà các bạn sẽ đứng dưới chân tôi. Thì từ đó Hồng Sâm sẽ quyết tâm làm đủ thứ, và đến nỗi mà là người ta nói là một con bé này là lắng bé lăn chanh. Và từ biết sao, người Việt Nam mình coi ai cần giúp, ai cần đi thông dịch gì cũng đi hết, không tiền bạc gì hết, trời lạnh bao nhiêu cũng lết thân đi, rồi cũng đi giúp. Rồi từ vì mình cảm thấy là họ sợ, họ cũng bị giống như mình, sợ họ bị là ăn hiếp giống như mình, và mình nói là mình sẽ không để ăn hiếp những cái người này, mà không biết có làm được cái gì không. Mà lúc đó mình cảm thấy mình rất là mình tức giận. Đó là cái mode gọi là cái fighting mode đó. Cái stress mà là fighting mode là lúc đó là Hồng Sâm là một trong những cái người fighting mode, có nghĩa là phải làm sao cho bằng được, phải chiến đấu để làm được cái việc đó. Thì đó là một cái hành trình tại sao mà Hồng Sâm tiếp tục cho đi những trẻ em mà bị mất phương hướng ở Mỹ, bố mẹ alcoholic là nghiện ngập, rồi drugs abuse, hay là bị bệnh tâm thần. Những cái bạn này là những người gia đình đều có những cái vấn đề như vậy. Thì tại vì Hồng Sâm là thật sự mà nói là nếu mà nhìn lại cuộc đời của Hồng Sâm thì người ta nhìn vào nhà thì thấy một bức hình rất là tuyệt vời. Ông này ba của Hồng Sâm cũng rất là người thông minh, người rất là ngưỡng mộ, rồi đủ thứ, mẹ Hồng Sâm cũng vậy. Nhưng mà thật sự về tới nhà rồi, đây là một cái vấn đề mà Hồng Sâm tương lai nếu mà có thời gian thì
Thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề này, là cái vấn đề mental về ở gia đình đó, cái tâm mental tiếng Việt Nam mình giống như là một cái bệnh tâm lý mà ở trong gia đình. Có nghĩa là ba đánh mẹ, mình ngồi mình im. Rồi ba coi như là ăn một bữa cơm là hất lên mặt cũng ngồi im. Và không phải người không có học mới làm chuyện đó. Những người có học đàng hoàng, có trình độ, có đủ thứ vẫn là một con người giống vậy. Là từ vì họ lớn lên trong cái môi trường giống như vậy thì họ sẽ học hỏi như thế. Tại vì ba của Hồng Sâm là một người mồ côi mẹ từ hồi bé. Từ hồi mới có 2 tuổi thôi là không còn mẹ nữa. Rồi ông thời xưa thì ông nội cũng rất là nhiều vợ rồi, cho nên cuộc đời của ba Hồng Sâm cũng là rất là linh đinh chênh vênh. Nhưng mà ông lớn lên một người rất là thông minh, là một người thầy thuốc rất giỏi. Cho nên đó, vì ông là một cái người từ lúc bé như vậy lớn lên thành công rất sớm, cho nên ông thành kiêu ngạo. Và khi mà kiêu ngạo như vậy rồi là về là vợ không thành vấn đề, bỏ qua một bên hết, coi như là nhìn. Cho nên Hồng Sâm lớn lên trong cái môi trường mà cảm thấy rằng là lúc nào cũng bị mình không biết mình đi về đâu. Mình cảm thấy là mình rất là mất phương hướng, mình không biết bám đâu, bám mẹ cũng không được, mẹ cũng bị đánh mà. Rồi bây giờ quay hướng nào, quay làm sao? Thì từ đó cái tự nhiên lúc mà lớn lên á, là Hồng Sâm mới ngoài giúp cho những cái trẻ em mà mất phương hướng ở Mỹ, là từ vì mình đã có cái kinh nghiệm là mình là cái người bị mất phương hướng, mình là cái người mà tại vì ba của Hồng Sâm khi mà qua Mỹ thì là tự ông quá stress đi. Hồi trước ở Việt Nam vung vẩy, giờ qua đây 4 bức tường. Hồi ở Việt Nam tôi là ông thầy ông gì rất là nổi tiếng, tự nhiên qua Mỹ đi vô hạn cắt thịt. Cho nên những cái đó ông không chấp nhận được thì lại đâm ra uống rượu rất là nhiều. Rồi tự nhiên ở trong nhà mình là bị alcoholic abuse, có nghĩa là uống rượu nhậu xỉn để rồi cứ chửi đánh con. Mà ở Mỹ nha, mẹ mình thì lúc nào con ơi đừng kêu cảnh sát, con ơi đừng kêu cảnh sát. Cho nên ở trong một cái gia đình nó rất là loạn cái trí lên. Thì vì vậy Hồng Sâm mới quyết định giúp cho những người bạn đó. Rồi đến khi mà trưởng thành lên thì mình mới thấy rằng là mình nhìn là những trẻ em mồ côi, Hồng Sâm có cơ hội tới những cái mái ấm. Rồi có nhiều người ta nhờ, thấy mình làm từ thiện nhiều, nhờ là ô bây giờ có thể tới để coi những cái đứa trẻ này có thể giúp được hay không. Thì mình nhìn ánh mắt của nó, mình nhìn cái cử chỉ của nó, cách nó ăn, cái tự nhiên mình nhớ tới ba mình. Mình nhớ là ba mình ngày xưa cũng là một cái đứa trẻ mồ côi giống vậy. Và cũng vì như vậy mà ông lớn lên thành một con người như vậy. Thôi bây giờ mình ráng mình giúp những cái bé này để lớn lên nó có một cuộc sống tốt hơn. Để cho cái mental của nó, cái tâm lý của nó ổn định hơn. Cái từ đó cái làm ít 5 người, 10 người, 20 người, 100 người, 300 người, 400 người. Tự nhiên nở ra nó làm rất là nhiều nhân lên. Nhưng mà Hồng Sâm làm từ lúc người ta nói ồ tại chị giàu quá chị làm. Hồng Sâm không hề giàu. Và Hồng Sâm làm từ lúc Hồng Sâm chưa có gì. Có nghĩa là mình muốn là mình làm thôi, mình chia sẻ bớt đi. Đôi khi cái thời ngày xưa mà lúc mà làm giúp cho mấy bé ở bên Mỹ mà về nhà ở nha, có nghĩa là những cái đứa này không phải là người Việt Nam. Người ta tới nhà, người ta nói, có nhiều người đồn nói cái bà này rất nhiều chồng lắm, là tự vì nó có con đủ thứ màu da hết, có một đàn trong nhà. Mỗi lần mà đi mình lãnh tiền về mình nói chết cha rồi, mua đồ ăn một đống một đám như thế này, nó đi đâu hết, tiền làm bao nhiêu cũng hết. Thí dụ 5-6 đứa cùng với tuổi đi prom hay là homecoming, mỗi lần ra trường là đồ vest là mua 4-5 đứa một lần, cái gì cũng một loạt như vậy hết. Cho nên làm từ lúc mình không có gì, nhưng mỗi lần mình làm gì cái mình nghĩ chứ rồi bây giờ mình dư một tí tiền rồi ngày mai tụi nó đi đâu thôi kệ nó, cứ làm đi rồi trời sẽ cho. Cứ thế mà mình cứ cuồng theo cái tiếp tục mà đi. Thì sau này lúc đó chị mới thành lập một cái hội từ thiện. Thì ở bên Mỹ hội từ thiện thì như nhiều người nghe nói lắm quý vị, là có hội từ thiện là đi gây quỹ, người này cho tiền người khác cho tiền, thì đó là đúng ở bên Mỹ. Nhưng mà đối với Hồng Sâm thì là mình nghĩ rằng là tại vì cái này mình muốn làm, mình tâm nguyện mình muốn làm chuyện này, thì mình muốn làm thì lo chi đi chứ, đâu đi xin làm cái gì. Cho nên Hồng Sâm rất là cố gắng làm nhiều hơn, một công ty rồi 2 công ty rồi 4 công ty rồi 5 công ty, nhiều càng mở nhiều công ty để kiếm cái lợi nhuận đó để làm những việc mình muốn làm mà mình vẫn lo cho con cái mình đàng hoàng, lo cho gia đình mình đàng hoàng được. Thì đó là tại sao mà tự nhiên cái con đường làm từ thiện nó cứ tiếp tục nó nối dài ra. Và khi mà làm được rồi mình cảm nhận được cái tình thương của các con, nó cho mẹ coi như là có nhiều khi mình con ruột của mình ở nhà đó, con mà khi đau chân nhất cẳng chưa chắc đã tới bóp đúng không? Nhưng mà đối với Hồng Sâm rất là hạnh phúc là khi chỉ cần nói mệt, mẹ mệt có là súng tới đứa bóp tay bóp chân đứa, là coi như là nó, mà nó làm không phải là vì tại vì cái cô này nuôi tôi hay là cái mẹ nuôi tôi, mà họ làm với một cái tình thương mà mình thấy thật sự rất là thương yêu. Ngồi đâu cũng nắm tay mẹ, lớn hết rồi chứ không phải là nhỏ, 19, 20, 21, 22, đi đâu cũng vậy. Ở Việt Nam này nếu mà nói con trai á mà đi đâu mà ôm mẹ mà hôn á rất là ít đúng không? Dạ. Đừng không có tỏ như vậy với mẹ, chứ đừng có nói gì là mấy đứa trẻ mồ côi mà nó ở tuốt ở trên những cái vùng sâu vùng xa, mà đây những đứa con của chị gặp mẹ là ôm hung giống như là Tây phương vậy đó. Coi như là tại vì họ tỏ được cái tình thương và họ cảm nhận được rằng là chỉ có mẹ thôi, con thôi. Cảm ơn mẹ, hồi xưa giờ con chưa được gọi tiếng mẹ, bây giờ có mẹ rồi con cảm thấy có tất cả.
Thì đó là những cái mà mình nó nối kết để chị tiếp tục cái con đường làm. Tự nhiên mình thấy mình làm mình thay đổi được các bé. Thì giống như các con của chị bây giờ là hiện giờ vô tới Sài Gòn, vừa rồi dắt cả đám về lại cái máy âm. Thì các sơ, những cái người mà xưa nuôi các em hoặc là chăm sóc các em đều rất là ngạc nhiên là hai cái người này sao nó khác nhau vậy? Là từ vì ngày trước là phải sai cái gì mới làm, rồi chỉ có biết là kêu làm như vậy là làm thôi, và mỗi ngày cái công việc như thế. Còn bây giờ về là tự động, tự biết là giờ là phải nấu ăn cho các em, là nhảy vào phải làm, xong là phải dẹp như thế nào, rồi các em phải cần cái gì, hay là kêu mẹ chỉ cần nói là hôm nay mình phải cần mua tả, sữa, mắm muối, bột ngọt, đồ giặt đồ, hay là có gì một lần đi mua là mua giống vậy. Thì lần này lần khác đi mua thì các con tự nhớ mẹ ơi hôm nay mình quên mua tả cho em, nó tự động nó biết giống vậy. Thì bây giờ chị rất là hạnh phúc là chị thấy các con tự động biết cái nguồn máy của mình làm sao, và tự động cho lại và tự động tiếp tục cái con đường mình đi. Thì đối với chị là mình làm sao để mà không phải là chỉ cho cái ăn không là đủ, mà mình làm sao mình cho ăn, mình nuôi lớn để rồi các con tiếp tục cái con đường đó, để tiếp tục giúp cho các em khác. Dạ. Và thật ra là nãy giờ chị chia sẻ với em, em cảm thấy em rất là nể chị luôn. Ở cái chuyện là chị có nghe tới cái cụm từ như là tổn thương thế hệ, là khi mà một cái thế hệ mình đã gặp một cái tổn thương từ hồi nhỏ rồi thì mình sẽ có xu hướng lặp lại cái sự tổn thương đó cho những thế hệ sau. Và cái điều mà em nể nhị chị nhất đó là tuy chị là một người phụ nữ thôi, nhưng mà chị đã có cái suy nghĩ là mình đã có thể tự dứt ra được và mình chiến đấu được. Giống như cái fighting mood của chị khi ở bên Mỹ gặp những cái khó khăn đó, là chị sẽ chọn cái cách là sẽ đi giúp đỡ những người khác để không gặp lại cái trường hợp mình, chứ sẽ không phải là mình sẽ đổ thừa cho số phận, hoặc là mình sẽ có những cái hành động tiêu cực khác đến với xã hội. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời đó chị. Giống như cái câu triết lý nhân sinh là khi mà mình có một cái trái tim càng bị tổn thương thì cái tình yêu thương của mình nó càng rộng lớn hơn. Đúng rồi. Tuy nhiên là những cái gì mà Hồng Sâm làm thì không phải vì mình bị tổn thương để mình đi làm những cái việc đó, mà mình làm như vậy tại vì mình cảm thấy mình thích làm như vậy. Mình cảm thấy làm việc đó là rất là đúng, rất là ý nghĩa, và mình sẽ muốn cho các em khác hiểu rằng là bất cứ cái gì xảy ra trên đời mình là người lái xe. Mình muốn lái đi hướng nào? Mình là người lái xe chứ không phải người khác. Mình là người lái xe, cho dù người khác đạp ga, mình vẫn là người lái xe. Mình nắm cổ lái, mình muốn đi phải, đi trái vẫn là mình. Người khác đạp ga thì cứ đạp, mình vẫn cứ lái theo hướng mình thì mình mới thành công được. Chứ đừng vì người khác đạp ga mà tay lái mình phải lái theo ý họ, thì mình sẽ không bao giờ đi đúng con đường mình được. Cho nên có những cái lớp chị dạy chẳng hạn như là mình phải định hướng nghề nghiệp của mình định hướng mình muốn làm cái gì. Và đôi khi những cái giấc mơ của mình có thể mơ, nhưng mà khi làm thì giấc mơ phải đi với sự thật, chứ đừng có mơ quá là mình sẽ đi lạc hướng hết. Cho nên vì vậy chị rất là tâm huyết để giúp cho các em trẻ làm sao để mình định hướng được cái nghề mình đi, làm sao để mình biết mình là ai, làm sao để mình biết là cái nghề mình chọn là đúng, để mình có được cái tương lai tốt hơn. Tại vì vậy chị đã áp dụng cho tất cả các con của chị, mà những đứa lớn lên chị đem vào Sài Gòn, thì tất cả các con bây giờ đều làm những gì các con thích và làm đúng nghề, chứ không có làm những cái gì mà làm xong rồi về ngày hôm nay con chán quá, ngày mốt con chán quá thì không được. Cho nên tất cả các bạn trẻ ngoài kia, mình Hồng Sâm cũng khuyên là các em nên chọn cho mình một cái gì mà mình cảm thấy hạnh phúc mình làm, nhưng mà phải đúng hướng, chứ không chỉ có cảm thấy hạnh phúc mà làm không kiếm được tiền, không nuôi được bản thân mình thì nó cũng không đi về đâu. Cho nên mình chọn tay phải và tay trái, cái này để nuôi sống bản thân này, cái này để làm cho tôi hạnh phúc. Khi mà tôi rất là giàu rồi thì tôi chỉ làm những cái hạnh phúc thôi, chứ không cần phải làm cái này nữa. Khi mà cái sức mạnh nội tại của mình nó càng vững vàng bao nhiêu thì cái sức khỏe về mặt thể chất của mình nó cũng sẽ đi lên, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Và thật ra là những cái chia sẻ vừa rồi của chị là đang nói về hướng là những cái trẻ em và những cái công việc thiện nguyện. Thì bây giờ em rất là muốn chị chia sẻ thêm về những cái công tác thiện nguyện của chị, những công tác thiện nguyện khác nữa đến với khán giả. Rồi. Nói tới ngày mai chưa hết đây. Làm thật sự là Hồng Sâm làm thì là không phải là chị hướng về mồ côi không. Ở Mỹ thì Hồng Sâm làm cho những em gọi là mất phương hướng, gia đình bị đánh đập. Người ta không tin là ở Mỹ bị phụ nữ bị đánh đập nha quý vị. Có nhiều người không tin, nhưng mà xảy ra rất nhiều. Và những người bị đánh đập này không chỉ là cái người mà không có nghề nghiệp gì, cái người không giống ai, mà những người đều có chức vụ và những người đều có học thức mà vẫn bị đánh đập. Tại vì Hồng Sâm rất là rành là tại Hồng Sâm kết hợp với cái hội phụ nữ mà giúp cho những người phụ nữ bị đánh đập nè, bị bỏ rơi hoặc là bị mất cái phương hướng. Mặc dù có một trong những người mà Hồng Sâm làm việc trực tiếp, cô này là một nhà tâm lý học. Nhà tâm lý học chứ không phải là người bình thường. Cho nên có nghĩa là mình làm cái nghề đó
không có nghĩa là mình chữa được mình. Và lúc mà Hồng Sâm tìm hiểu ra thì mới thấy rằng là tại sao cô này vẫn bị ông chồng đánh đập mà tại sao họ không thoát ra được. Đơn giản lắm, tại vì giống như hồi nãy em mới nói đó, là mình có một cái quá khứ, mình không muốn giẫm lên cái quá khứ của mình, cho nên mình muốn thay đổi cái cuộc đời của mình để mình giúp cho những người khác đừng có giẫm lên cái quá khứ của mình. Thì cái cô này là cái người mà sinh ra lớn lên trong một gia đình bố của cô đánh mẹ cô hàng ngày. Và tự vì bà vợ không bao giờ kêu cảnh sát vì lý do không nghề nghiệp gì hết. Ở nhà ông chồng lo hết và lo rất chu đáo, có nghĩa là muốn cái gì có cái đó, không phải là kiểu như lo đủ ăn thôi đâu. Muốn sống gì, muốn gì cũng có, cho nên cô này có một cuộc sống rất là đầy đủ. Bây giờ đi ra đường làm gì bây giờ? Ra đường ở với ai? Rồi bắt đầu là từ đầu đi làm cái nghề gì? Cho nên vì vậy cô ta cứ trong một cái cuốn đó. Và cô này cũng thích uống rượu, cho nên ông chồng này mua rất là nhiều cái thứ rượu ngon. Thế là cô này cứ theo một cái chiều đó, là mình đang sống thoải mái quá, mình rất là comfortable. Tại sao mình đi ra? Bây giờ mình đi ra mình làm cái gì? Cứ thế mà cuốn vào trong đó. À, có nghĩa là nếu mà kiếm tiền thì cô này thừa sức kiếm tiền. Yeah. Nhưng mà ông chồng này không muốn cô này đi làm. Một nhà tâm lý học chỉ có ở nhà thôi. Thì bây giờ ở Mỹ mà thí dụ mình cái bằng mà mình không đi làm bao nhiêu năm mà tự nhiên cái lỗi thời rồi đi xin việc cũng rất là khó. Lấy ông này hơn mười mấy năm rồi cứ thế rồi cứ coi như là một cái vòng xoáy. Thì vì như vậy những con người đó thông thường là họ lệ thuộc một cái gì đó, họ không muốn dứt ra. Thì bây giờ muốn bước ra khỏi thì phải làm như thế nào? Thì sau này cô này bị đánh đập riết rồi từ từ mới tìm tới những cái hội, rồi người ta giúp cho, rồi người ta hỗ trợ cho, người ta kiếm tất cả cái chỗ ở để giấu cái cô này đi, cũng như là cũng có luật sư người ta involve vô, rồi rút cuộc ly dị thì bị cô này ổn định hơn. Và từ đó cô mới cảm thấy rằng là ủa tại sao bao nhiêu năm nay tôi phải chịu như thế này. Cho nên vì vậy ngoài cái trả lời câu hỏi của em là ngoài cái mà Hồng Sâm nuôi một cô ở Việt Nam, Hồng Sâm tham gia với tất cả những chương trình mà giúp cho những người phụ nữ bị bạo hành ở bên Mỹ mất phương hướng, rồi hoặc là bên Mỹ là mình cũng giúp cho những người homeless, những người vô gia cư. Thì hàng năm mình phát mền rồi mình để rồi ăn, rồi ai có những trường hợp nào cần thì mình lại giúp đỡ. Rồi mình cũng hội cũng làm thêm những cái việc chẳng hạn như là mình đóng đồ ăn, những hộp đồ ăn mấy chục ngàn hộp gì đó thì mình gửi đi Africa, hoặc là mình gửi qua Southeast Asia là những Đông Nam Á Châu hả? Dạ, đúng cho rồi. Những cái đất nước mà trẻ em mà đi học mà còn nghèo quá không đủ ăn thì có những cái hộp đồ ăn đem tới. Rồi ngoài cái đó ra thì Việt Nam thì Hồng Sâm cũng đi xây nhà cho những người ở vùng sâu vùng xa. Thì tùy có những thầy ở trong chùa họ kết hợp với xã thì người ta cho những cái danh sách rồi được chứng nhận cũng kỹ lắm, cũng coi đi tới coi đích thực có đúng hay không, rồi được xã rồi chứng nhận là họ là hộ như thế nào, rồi đủ thứ hết rồi bắt đầu mình mới giúp cho họ có một cái nơi để họ ở. Người ta nói tại sao cứ đi giúp với cái người giống vậy, không giúp cho trẻ em không thôi, không giúp này, thì mình Hồng Sâm trả lời rất là đơn giản. Giúp cha mẹ nó không khó thì con nó mới không có nghèo. Cha mẹ nó còn sống thì con nó mới không mồ côi. Dạ, đúng. Cho nên bây giờ mình giúp được cái người này cứ giúp đi thì mấy đứa nó không thành mồ côi. Tại vì ít ra nếu nó không phải mồ côi thì mình chỉ phụ được cái phần đó thôi. Còn nếu mồ côi là mình nuôi 100%. Cho nên mình phải giúp cho cha mẹ nó. Nhiều lúc những người đó bị bệnh thì mình cũng hỗ trợ tiền thuốc men hết để làm gì. Mục đích là họ vừa giữ vững cái ngôi nhà của họ để họ tiếp tục nuôi cho con họ. Cho nên là chị làm rất là nhiều cái công tác thiện nguyện, làm rất là nhiều, mình làm đủ thứ, cái gì làm được, cái gì duyên tới thì mình sẽ làm. Nhưng mà ngoài cái những cái việc cho người khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, thì Hồng Sâm cũng có một cái scholarship, cái một cái học bổng, nó kêu là Dr. Sam Scholarship. Thì cái học bổng này cho những em nào học giỏi, chỉ chưa học giỏi thôi. Thì hiện nay thì hội của mình cũng giúp được cho nhiều em, có một cô học bác sĩ giải phẫu tim, rồi là những người này là những người là ở bên Mỹ hết, người nước ngoài. Thì mình cũng muốn cho những khuyến khích những em giỏi để thành người giỏi hơn. Và đừng có bỏ cuộc, đừng có bỏ học, là tại vì họ học giỏi nhưng mà họ khó khăn. Còn một bên này, một chỗ khác thì mình, bàn tay khác thì mình giúp cho những người kém may mắn. Cho nên là nói chung, duyên tới đâu, vũ trụ đưa mình tới đâu thì mình cố gắng làm được sức. Cái gì thì mình cứ cố gắng hết sức, mình bưng bỏ trên tay. Cái tay có bằng đây thôi, nhưng mà lỡ mà nó không có đủ hết thì nó đu xuống một chút cũng được đấy nha. Thì mình tiếp tục mình làm. Dạ. Và rất là tuyệt vời, phải nói là những cái điều đó nó là một cái điều rất là tuyệt vời, mà không phải là cái một người phụ nữ chân yếu tay mềm giống như mà mọi người chúng ta thường hay nói có thể làm được. Có những cái công tác từ thiện ở khắp nhiều nơi trên cả thế giới luôn. Vậy thì ở đâu sẽ là cái nơi mà chị gửi gắm tâm tư và cái tình cảm nhiều nhất ạ? Dĩ nhiên là ở Việt Nam, dĩ nhiên là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thì hầu như là trong cái hành trình từ thiện của ông Sâm làm thì 80% là tập trung ở Việt Nam. 80% và Hồng Sâm rất là ưu tiên ở Việt Nam. Có những trẻ em ngoài những người ở Việt Nam không,
những trẻ em nào mà du học sinh có vấn đề Hồng Sâm cũng giúp luôn, tại vì họ là người Việt Nam. Cho nên nói chung là 80% về những cái công tác từ thiện được tập trung ở Việt Nam, và những cái gì chị đi cày làm cho nó cực khổ đủ thứ để mà có thể giúp được thì đều giúp ở Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Và như những gì chị Hồng Sâm chia sẻ thì những điều mà chị cho đi là chị không có đòi hỏi là phải nhận lại, mà chị mong muốn đó chính là những cái người nhận được cái sự giúp đỡ của chị sẽ ngày càng tốt hơn và sẽ lại giúp đỡ thêm cho những người khác nữa. Và như quý vị cũng đã thấy được rằng một bản thể hạnh phúc thì sẽ giúp được cho nhiều bản thể khác cũng sẽ hạnh phúc, và cái nhiều bản thể đó sẽ lại tiếp tục trên cái hành trình tương lai dài hơn và rộng hơn, nhân đôi đó lên nhiều hơn nữa, và càng giúp cho cái thế giới của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Rất tiếc luôn là tại vì em thật sự em rất là muốn được nghe chị Hồng Sâm chia sẻ nhiều hơn nữa. Nhưng mà thôi, xin hẹn lại chị trong những cái chuyên đề sau nữa. Và một lần nữa thì Thùy Dương cũng xin được thay mặt cho ekip chương trình gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến chị Hồng Sâm đã dành thời gian đến đây. Và Thùy Dương cũng hy vọng rằng quý vị khán giả khi mà xem cái chương trình này cũng sẽ có được cái cảm xúc giống như Thùy Dương, là sẽ cảm thấy là mình có được một cái ánh sáng nào đó để giúp cho chúng ta có thể cân bằng hơn về mặt tinh thần nè, để từ đó tốt hơn về mặt thể chất, cũng như tìm thấy được cái bản thể hạnh phúc thật sự trong mỗi chúng ta. Và đến đây thì Thùy Dương cũng như là chị Hồng Sâm xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình, và mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.